của các anh chị nha. Mình đang quay chia sẻ chiếc máy cắt lúa, mà cái này là chiếc xe phụ lúa đang chở vô. Máy cắt thì đang qua bờ bên kia nha các bạn. Máy chạy quá trời chạy luôn. Mùa này thì nước lắm các bạn. Máy giờ nó đang nghiêng hoàn quên đó, ổn không đâu biết. Đường cho chiếc máy kéo qua này các bạn. Thời tiết nắng rất tốt các bạn. Đây là cái con đường lộ vô vườn, hay chủ vườn với mấy anh nông dân gần gần sớm kiện là nói chuyện chơi.
các bạn coi riết đó, các bạn mê luôn á. Nhìn thấy nó bự á, hàm nó cho bá vậy đó, mà nó chạy cứ gầy gầy gầy, nó chạy cũng rất lắm. Mùa này mấy anh em chủ máy 105 là trước đây là 70 á, 505 nhiều lắm. Rồi miếng cọc đất này ha, lúa thì chạy thấy hột hạt luôn trời, chạy hai vòng với lại bỏ lúa một vòng.
chủ nào đó xả lúa cho hết để cho người ta. Đất này đất của em Bảo ha. Đây, chiếc xe con lúa đang từ trong chạy ra ngoài chạy con không ha. Mùa này thì nước nổi chạy lưu biêu luôn, chạy sáng nước luôn. Bữa nay thì 105 ít nha các bạn. Đồng này giờ 105 ít nhiều. Bởi mưa thì mấy cái mùa này cắt thì nó bị dân người ta hay chê quá. Đất này thì cũng bị nước thôi ạ. Cho nên nó lúng muốn cái mặt lúa là muốn tới giờ thu gò ha. Wow, ok. Về nhẫn bánh luôn các bạn.